Kính thưa quý vị, có một người đã bị thiệt mạng trong vụ tai nạn phi cơ tại tiểu bang Georgia. Một người được cho là đã bị thiệt mạng và hai người khác đã bị trọng thương sau khi một chiếc phi cơ tư nhân cỡ nhỏ bất ngờ gặp nạn tại quận Forsyth thuộc tiểu bang Georgia vào ngày thứ Bảy 28 tháng 4. Dựa vào thông tin ghi nhận từ sở cảnh sát, thì phi cơ đã rơi xuống một khu vực nằm giữa Broadbridge và Wardrobe Circle. Hai người có mặt trên máy bay đã được xe cứu thương chở vào bệnh viện lân cận để cấp cứu. Nạn nhân còn lại do va chạm quá mạnh nên đã tử vong. Tất cả những người này đều là nam giới. Giới chức trách cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, thì chiếc máy bay đang cố hạ cánh khẩn cấp xuống đường Broadbridge Road, tuy nhiên đã đụng trúng phần sau của một chiếc xe hơi. Những người ngồi trong xe không bị nguy hiểm tới tính mạng. Nhiều người qua đường đã xông vào giải cứu các nạn nhân, kính thưa quý vị.